Mỹ đã hủy vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Minuteman III nhằm làm giảm căng thẳng hạt nhân với Nga. Thông tin được phát ngôn viên lực lượng không quân Mỹ Ann Stefanes xác nhận hôm 1 tháng 4. Theo Reuters, bà Stefanes cho biết thêm nguyên nhân cũng giống như thông báo hoãn phóng thử Minuteman III vào ngày 2 tháng 3. Khi đó, Washington cho biết điều quan trọng với cả Mỹ và Nga là phải cân nhắc đến rủi ro tính toán sai lầm và thực hiện các bước để giảm những rủi ro đó. Lầu Năm Góc cũng nói quyết định hoãn thử Minuteman III nhằm chứng minh Mỹ là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm. Quyết định hoãn phóng ICBM được Mỹ đưa ra sau khi Nga tuyên bố đặt các lực lượng hạt nhân của nước này vào tình trạng báo động cao. Tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Minuteman III có tầm bắn hơn 9.660 km và có thể bay với vận tốc khoảng 24.000 km mỗi giờ. Chúng tôi chỉ tạm hoãn thử tên lửa Minuteman III, lần phóng kế tiếp đã được lên lịch và sẽ được thực hiện vào cuối năm 2022. Bà Stefanes nhấn mạnh, lực lượng không quân tin tưởng vào sự sẵn sàng của các lực lượng chiến lược Mỹ. Cũng trong ngày 1 tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào năm thực thể với cáo buộc giúp Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 17, còn gọi là Hoa Song 4-17 hôm 24 tháng 3. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử ICBM kể từ năm 2017, khi đó tên lửa được phóng có tên Hoa Song 15. Các vụ thử tên lửa đạn đạo mang tính khiêu khích của Triều Tiên thể hiện mối đe dọa rõ ràng với an ninh khu vực và toàn cầu, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh. Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Bộ Công nghiệp Tên lửa Triều Tiên, cơ quan liên quan trực tiếp đến chương trình phát triển ICBM mới. Cùng đó, 4 doanh nghiệp được cho là dưới quyền điều hành của Bộ Công nghiệp Tên lửa Triều Tiên, gồm các tổng công ty thương mại Hapsangan, Rawson Triều Tiên, Sunisan và tập đoàn thương mại Eungeon cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Được biết, tên lửa Hoa Song 17 có kích thước lớn hơn đáng kể so với Hoa Song 15. Tên lửa có đường kính khoảng 2,5 mét, khối lượng ước tính 80-110 tấn và được đặt trên xe chở 11 trục. Hoa Song 17 được xếp vào nhóm ICBM di động trên mặt đất lớn nhất thế giới.